Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của KTC Trade Coin thì uh, tiếp tục chuỗi video phân tích về xu hướng BTC uh, thì uh, hôm nay mình gửi tới các bạn uh, cho các bạn cái tình hình cập nhật của BTC trong uh, mấy ngày sắp tới thì nếu mà ai có uh, nhu cầu muốn hỏi hoặc là muốn uh, cần mình giải đáp vấn đề gì thì các bạn có thể uh, comment bên dưới để yêu cầu mình làm những cái chủ đề ví như là phân tích các đồng an coi hoặc là uh, các câu hỏi các bạn uh, chưa biết chưa hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới thì uh, nếu mà ai thấy uh, video của mình hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên ấn quả chuông để uh, nhận được những cái uh, video mình uh, up lên youtube sớm nhất thì uh, sau đây mình sẽ quay trở lại nội dung chính của video đó chính là cái uh, xu hướng hiện tại của BTC là gì? thì cũng uh, như cái uh, các kế hoạch uh, từ những cái video trước mình đã đưa ra cho các bạn, thì uh, bản chất uh, hiện tại tình hình Bitcoin thì uh, xuống của Bitcoin thì nó cũng không thay đổi quá là nhiều kịch bản thì nó vẫn vẫn như thế thôi chứ nó chưa thấy thay đổi gì nhiều lắm, nó vẫn đang là sideways trong cái hai cái kênh giá. Thứ nhất là cái kênh giá lớn là từ 41 42 cho đến 30k. Cái vùng kênh giá thứ hai đó chính là kênh giá nhỏ thì nó từng vào từ vùng 35 36 cho đến vùng 30. Thì hiện tại giá nó đang dao động trong cái kênh giá nhỏ này. Nó cứ đến vùng biên 35 36 là lại bị bán ngược trở lại xuống. Thì cái, cái 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 tư duy thì nó vẫn như những cái video trước mình nói thôi. Nó không có gì khác biệt cả. Nhưng mà uh, trên cái tín hiệu của những cây nến ngày nó vừa tạo ra những cái của cái những cái, cái ngày trước thì nó có thêm những cái tiện hiệu mới thì mình có thể nói cho các bạn rõ vụ như đây nhé cái để ví dụ nhé để mình zoom về H4 cho các bạn nhìn thấy rõ hơn đây đây các đỉnh này khi mà các đỉnh liên tục thấp dần Giá cứ lên đến vùng 3536 này tiếp tục bị bán xuống mà nó không vượt qua được. Quay trở lại hầu như quay trở lại test cái khu vực 333 này. liên tục quét vào khu vực 333 này, nó test đi test lại vào đây. Thì uh, trên biểu đồ H4 thì chúng ta nhìn thấy được cái cấu trúc của thị trường nó rất là rõ ràng. Còn trên D1 thì các tín hiệu nến lại càng rõ ràng hơn cho cái việc là cái đà giảm ngắn hạn giá nó có thể quay trở lại test vùng 30. Đây là chính là cây lến này, đây vụ cây lến này. Một cây lến đuôi dài, đuôi bên trên đang rất là dài hơn chứng tỏ bên bán nó rất là mạnh. Khi mà quay trở lại cái vùng 35 36 này. Tiếp theo đó là một cái cây giảm cây giảm đến ngày giảm rất là mạnh. À, rất là mạnh so với những ngày trước đó. Nó giảm dài đều này. Sau đó về đến cái vùng 30 33, 33k này thì lại bị đẩy lên. Nhưng mà sau đấy lại bị bán xuống tạo thành một tạo thành một cái cây pin tăng à, tạo thành cây tăng tiếp tục ngày sau đó tiếp tục lại giá lại được đẩy lên bên mua đẩy lên nhưng sau đó lại bị bên bán đẩy ngược trở lại xuống lại tạo thành một cái cây pin giảm à, sau đấy các bạn hai cây trước là cây pin giảm và cây sau đấy cũng là một cây pin giảm nó tạo thành hai cây lên hai hai cây lên pin giảm này chứng tỏ một điều là gì giá liên tục được bên mua đẩy lên nhưng sau đó gặp cái kháng cự tức là cái vùng cung vùng cung giá này lập tức bị bên bán áp đảo ngược trở lại và tạo thành những cái cái pin giảm. Đó thì trên cái mẫu lớn ngày nó nó thể hiện cho được cái điều là uh, là là bên bán nó đang rất là áp đảo, nó chính như thế. Đẩy cho cái giá nó quay trở lại cái vùng 33 ga này. Nó test lại cái vùng này. Và trong khi đấy các đỉnh trên H4 thì các đỉnh đang thấp dần đi rồi. Cái lực của bên 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 mua ngày càng yếu đi thì khi mà không đẩy giá cao hơn được mà tạo thành những cái đỉnh thấp hơn. Đó thì uh, cái khả năng giá nó test lại về vùng 30 rất là cao Và cái kịch bản là phá 30 mình vẫn nghiêng về cái kịch bản phá vùng 30 Thì bản chất là chúng ta vẫn phải chờ đợi giá nó về vùng 30 này và có phá được không Hay là tạo thành những cái lến rút chân vụ là phá vỡ giả chẳng hạn Thì nó có thể quay trở lại đà nó test lại vùng 41, 42 này nhưng mà cái hiện tại cái tình hình trước mắt thì nó vẫn là kịch bản đi xuống rất là rõ ràng À, thì chúng ta vẫn phải chờ đợi xem là có cái tin tức gì mới không bởi vì là thị trường bitcoin là một trong những thị trường nó ảnh hưởng bởi tin tức rất là nhiều khi mà có những cái tin mà tốt hoặc là các quỹ lớn hoặc là các cái quỹ rất là nhiều người mua bitcoin chẳng hạn đấy thì nó cũng sẽ đẩy cái dòng giá lên nhưng mà cái tín hiệu về giá cái tín hiệu về phân tích kỹ thuật thì nó vẫn đang báo hiệu cho chúng ta một cái xu hướng đi xuống thì cái 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 điều mà chúng ta cần làm bây giờ là phải chờ đợi chờ đợi xem giá nó phát bằng ba mươi k không còn cái kịch bản thì mình vẫn mong chờ nó kịch bản phá 30k thì mình đã đưa từ rất nhiều video trước rồi. Và hiện tại những cái tín hiệu đưa ra thì cũng ủng hộ cho cái việc đấy. Cái tín hiệu từ lớn rồi là các vùng kháng cự, các vùng đỉnh nó đang thấp dần rồi. Thì thì nó vẫn đang hỗ trợ hỗ trợ và nó đang xác nhận cho cái việc là 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 tín hiệu giảm. Và ủng hộ cho cái việc là khả năng phá 30k rất là là cao. Còn về cái uh, kế hoạch cái plan thì cũng như mình đã nói từ rất nhiều về trước rồi thì uh, bản thân là chúng ta đã phải thoát hàng từ khi mà nhận định được là cái xu hướng đảo chiều của Bitcoin và cái giá nó có thể giảm phá qua vùng 30k Thì chúng ta phải thoát ra USD Mà khi thoát ra USD thì chúng ta không mất tiền kể cả tăng giá thì chúng ta vẫn còn nguyên được cái vốn của chúng ta cũng Đừng nghĩ là ừ, bây giờ tăng giá lên rồi thì chúng ta lại bị mất tiền Không phải, thực tế không phải Chúng ta thoát ra USD thì nó là một cái đồng neo giá định giá rồi, stop coi rồi Thì cái số tiền của chúng ta được bảo toàn đương nhiên là nếu BTC tăng giá chẳng hạn thì chúng ta không thể ăn thêm khoảng tăng đấy nhưng không quan trọng vấn đề chúng ta giữ được vốn không mà trong khi đấy cái mà tín hiệu thì nó lại báo là thị trường đi xuống rất là cao thì việc chúng ta thoát ra thì nó đảm bảo chúng ta được là ví dụ trường hợp mà xảy ra xấu nhất là thị trường sụp đấy, thì chúng ta không bị mất tiền còn nhảy thoát ra thì giá nó tăng nhưng chúng ta cũng không bị mất tiền đấy thì nó hay như vậy khi mà một cái thị trường đi xuống thì chúng ta nhảy ra rất là thuận lợi thì trường hợp khi mà chúng ta thị trường tăng giá thị trường áp và chúng ta để trong USD thì nó mới là cái 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 sai lầm bởi vì trong một thị trường áp mà chúng ta để làm một USD thì chúng ta rất là cái 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 lợi nhuận tiềm năng của chúng ta nó bị giảm đi rất là nhiều nhưng mà trong cái áp thì cái việc nhảy ra USD là một cái điều tối quan trọng lên làm và nó làm giảm cái khả năng chúng ta bị mất tiền đó thế nên là khi mà chúng ta đã nhảy ra được USD ở cái vùng giá đẹp rồi thì cái việc mà nó nó giá nó phá qua vùng này thì càng mừng tức là sập càng sâu thì càng tốt sập càng sâu thì đó chính là là những cái cơ hội hiếm có là những cái cơ hội rất là tiềm năng à, chúng nhảy tới đây rồi bây giờ nó sập về hai năm hai chẳng hạn thì từ, từ từ đây vùng vùng này chẳng hạn nó nhảy ra từ báo báo từ trước vùng này. thì nó là 30% tài khoản khi mà nó sập về đây rồi thì cái khả năng hồi lại của nó rất là cao là chúng ta phải chờ bắt những con sóng hồi như vậy nó về sập về đây rồi thì, thì thì khả năng khi một cái cái nhịp giảm ra rất là dài này thì nó sẽ có phải có điểm hồi. Từ trên đây nó xả về đây mà nó, nó hồi lại trên đây nó hồi cái 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 sóng hồi nó rất là lông, chứng tỏ cái lực nó rất là mạnh. Nhưng mà khi nó giảm thêm một cái nhịp sâu nữa, nó về vùng 25 26 Thì cái lực hồi nó sẽ rất là mạnh. 25 26 hoặc là 20 thì chúng ta phải chờ tín hiệu lên để chúng ta nhảy về bắt. Thì mình sẽ thông báo cụ thể khi mà có tín hiệu đó ở trên kênh, các bạn phải theo dõi thì đương nhiên là khi mà có những cái con giảm sâu như vậy thì sẽ có những cái sóng hồi tăng rất là mạnh khi mà về đây chẳng hạn thì bitcoin giảm sâu thì nó có khả năng hồi lại trong khi đấy khi mà bitcoin giảm thì con cũng sẽ sập thì chúng ta sẽ không không chỉ là bắt ăn à bitcoin mà chúng ta nhảy vào chúng ta bắt ăn coi thì khi đấy mà bitcoin hồi coi hồi thì nó sẽ là lãi kép thì cái lợi nhuận rất là lớn thế đương nhiên là cái cơ hội sập thì nó lại là tạo chúng ta nhiều cơ hội chứ hơn chứ không phải là là nó nguy hiểm cho thị trường. Bản chất là khi mà giá nó 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 được cá mập đẩy lên rất là cao rồi, thì cá mập nó phải xả hàng và đương nhiên nó xả hàng rồi thì thị trường nó sẽ đao trên. đao trên thì nó phải có thời gian để cá mập gom hàng lại, tích lũy, nó xả về thấp hơn để nó mua. Nó thì đấy cũng là cơ hội của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có thoát được ra ở những cái vùng giá cao không thôi? Để chờ đợi và có kiên nhẫn chờ đợi không thôi? Nó có thoát được nhưng mà không kiên nhẫn chờ đợi được thì cũng vứt đi đó thế là là chúng ta phải đủ cái kiên nhẫn đủ cái cái cái, cái, cái trình độ đủ cái sự kiềm chế không phô mô thì khi mà chúng ta có những cái cơ hội đẹp là chúng ta nhảy vào thì cái tiềm năng rất là lớn đó thế là là mình muốn gửi tới các bạn là chúng ta phải sẵn sàng cắt lỗ à, sẵn sàng cắt lỗ sẵn sàng nhảy ra nếu khi mà chúng ta thấy những cái tín hiệu thị trường nó không đẹp nó xấu và báo hiệu giảm thì chúng ta sẵn sàng nhảy ra Chứ như rất nhiều bạn bây giờ là đang ôm Đang ôm và đang giữ đang hâu Vẫn kỳ vọng là giá nó giảm từ bộ nhảy vào từ vùng 5, 9, 60 này Nó bắt đầu bị giảm ở đây nhưng không cắt lỗ Và chờ hy vọng là giá nó sẽ quay trở lại tăng trở lại áp trên trở lại cái, cái câu chuyện áp trên hay không thì mình cũng, cũng Chắc chắn là chúng ta không thể biết được là Bởi vì thị trường Bitcoin nó chỉ trường làm giá Thì chúng ta không thể chắc chắn được Nhưng mà cái kỹ thuật Những cái tín hiệu của thị trường nó quay trở lại trên thì nó rất là rõ ràng rồi nên là chúng ta phải phải nhìn vào những cái gì chúng ta thấy chứ không phải là nghe nói nghe kể. Chây là chúng ta phải dựa vào những cái gì chúng ta nhìn thấy chứ không phải dựa vào những cái thứ chúng ta nghe. Chúng ta người nghe người khác nói chúng ta phải Bitcoin 100 000 đô hoặc một triệu đô thì cái đấy chúng ta phải chờ xem giá nó có phá vào không đỉnh nó 65k thì hãng kỳ vọng đến 100 đô à 100 100k. 65k chưa phá được thì đương nhiên là chưa chưa thể nào mà nghĩ đến chuyện được 100k hay 1 triệu được đó thế là là chúng ta phải xác định rõ cuộc chơi của chúng ta là gì điểm cắt lỗ ở đâu. Chứ nếu không xác định được cuộc chơi không có kế hoạch cụ thể thì bản chất là chúng ta có ăn được rất nhiều trong áp chen thì cuối cùng đao chen chúng ta vẫn sẽ cống lại hết thôi. đó đó là cái điều cơ bản cái điều mà chúng ta phải học hỏi rất là nhiều. vấn đề là giữ được tiền thôi chứ không phải là ăn được bao nhiêu ăn được nhiều mà mất nhiều thì cũng mà không ăn được ít nhưng mà, mà giữ được nhiều thì lại là nhiều đó thì cái kịch bản mình đã nói ở trên đó ở bên trên mình đã phân tích rất là kỹ rồi thì bản chất thì nó vẫn thế thôi nó vẫn phải chờ phá được vùng kênh giá kênh giá cái vùng kênh đi ngang kênh lớn này phải phá phải phá được vùng quá mươi thì mới chúng ta mới phải nói chuyện được đến vùng hai năm hai sáu và còn cái tín hiệu thì rõ ràng nó đã vẫn là báo tín hiệu đi xuống rồi khả năng phá vùng quá mươi là là cao Nhưng ta vẫn phải chờ xác nhận mình cũng phân tích, đi, phân tích đi phân tích lại rất là nhiều thì quanh quẩn giá nó cũng chỉ đi trong cái vùng uh, sideways này thôi. Chẳng qua là có những cái tín hiệu nó báo trước thì chúng ta là cập nhật để chúng ta chờ giá nó phá qua thôi. Chứ còn nó không thể nào mà rõ ràng được. À, đến đây mình xin uh, kết thúc video. À, nếu ai có nhu cầu hoặc có câu hỏi gì cần hỏi thì các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời trực tiếp trên đó hoặc mình sẽ làm thấy cái nội dung hay thì mình sẽ làm video thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhớ đừng quên là đăng ký kênh và ấn cái hình quả chuông bên cạnh để nhận được những cái video sớm nhất mà mình làm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.